Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ làm chanh đào mật ong để ngâm và sử dụng dần trong thời gian sắp tới. Thì mình thấy trong siêu thị họ bán khá là nhiều chanh đào nên mình mua về sẵn để mình làm cái chanh đào mật ong luôn. Thì chanh đào mật ong có rất nhiều công dụng hay tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là các bạn bị ho hoặc là bị viêm họng á, thì các bạn có thể dùng cái chanh đào mật ong này để chúng ta nhanh khỏi hơn. Thì để làm chanh đào mật ong thì các bạn dùng từ nửa ký đến một ký chanh đào ha. Những cái quả chanh đào nó vàng vàng, nó chín chín như thế này, mình không nên dùng những cái quả nó còn xanh quá ha. Và để ngâm chung với lại chanh đào thì mình sẽ dùng đường phèn và mật ong. Mật ong thì các bạn dùng mật ong rừng hay mật ong nuôi đều được. Ngâm thì các bạn nên ngâm trong hộ thủy tinh ha, vì thời gian ngâm của mình khá lâu á, khoảng 3 tháng, nên các bạn ngâm trong hộ thủy tinh nó sẽ tốt hơn. Rồi bây giờ bắt đầu làm. Đầu tiên thì các bạn cần phải cắt cái quả chanh này thành thành từng cái lát mỏng mỏng thôi. Làm cái chanh đào mật ong này thì nó rất là dễ và nó cũng rất là tốt cho sức khỏe. Cắt lát thì mình không có bỏ hộp nha các bạn, để nguyên hộp luôn nha. Thực ra thì nếu như bạn nào mà không dùng chanh đào, các bạn dùng chanh giấy nè hoặc là chanh thường mình cũng được, nói chung là chanh nào cũng được thôi, nhưng mà chanh đào thì nó lại rất là thơm. Chanh đào sau khi mà các bạn cắt lát rồi, các bạn sẽ xếp vào trong cái chai, cái lọ thủy tinh, và mình cho đây là một lớp đường. Cứ một lớp chanh thì mình cho là một lớp đường, nói chung cái tỷ lệ nó là 1:1 nha các bạn. Ví dụ như các bạn dùng nửa ký chanh đào thì các bạn dùng nửa ký đường cát, nửa ký đường phèn chứ. Ngâm thì các bạn ngâm bằng đường phèn ha, nó sẽ tốt hơn. Còn ngâm bằng đường cát thì nó không có lợi đâu. Đó, nói chung thì cứ phủ một cái lớp đường thì các bạn cứ phủ lên một lớp chanh. Đó, cứ tương tự các bạn làm khi nào mà đầy hũ luôn ha. Cuối cùng thì mình vẫn cho lên đây là một lớp đường ha. Rồi cuối cùng thì mình sẽ cho cái phần mật ong vào, ngập cái phần chanh đào. Nó các bạn cứ việc chế nó từ từ như thế này để cho cái phần mật ong nó lắng xuống ha. Trong quá trình chế xuống như thế này thì nó sẽ thoát ra những cái bọt khí, các bạn đừng lo, tại vì nó có cái không khí bên trong á, nó nổi lên trên thôi. Thì mình cứ việc chế từ từ như thế này để cho cái phần mật ong nó ngập hết cái phần chanh đào luôn. Về cái mật ong này, nếu như các bạn có mật ong rừng thì các bạn dùng mật ong rừng, còn nếu như mà không có thì các bạn mua mật ong, dùng mật ong nuôi cũng được, nhưng mà nuôi ở cái với cái điều kiện là phải là sử dụng những cái ví dụ như là phấn hoa thiên nhiên, chứ còn nuôi mà dạng mà cho ăn đường thì nó không có tốt cho sức khỏe lắm. Một điều cần lưu ý các bạn khi mà ngâm chanh đào mật ong là các bạn đừng để cái phần không khí trong cái hũ nó quá nhiều nha. Tại vì khi mà các bạn có nhiều không khí thì nó sẽ thúc đẩy cái quá trình lên men của mật ong, cũng như là nó xúc tác với lại chanh, thì nó làm cho cái mật ong của mình nó nổi rất nhiều bọt. Và bây giờ mình sẽ bọc một cái màng bọc thực phẩm lên phía trên cùng để cho cái phần không khí coi như là nó giảm thiểu tới thấp nhất có thể. Rồi các bạn dùng nắp các bạn đậy kín lại. Nói chung thì cái phần không khí trong cái chai càng ít càng tốt nha các bạn. Đó, các bạn đậy cho nó chặt là kín thật kín như thế này. Thỉnh thoảng thì 2 đến 3 ngày các bạn lắc cái hũ lọ, lắc cái hũ chanh đào mật ong của mình một lần, lắc ngược xuống để cho cái phần mật ong nó thấm hết đều cái phần chanh đào ở phía trên luôn. Đó, vậy là xong một cái hũ chanh đào mật ong ngâm. Các bạn thấy đơn giản không? Mình có thể làm tại nhà rất là dễ, trị ho, trị viêm họng cho cả nhà. Và cái thời gian ngâm chanh đào thì sẽ ngâm từ 3 tháng nha các bạn. 3 tháng là mình có thể dùng được. Ok, hy vọng đã chia sẻ được với các bạn một cái cách ngâm chanh đào mật ong cho gia đình của mình. Chúc các bạn làm thành công.